Xin chào quý khách hàng đã quay lại với kênh Isuzu của Nam. Thì hiện tại là Nam đang có mặt và đang cho chạy chương trình lái thử xe tại quán cà phê coffee Huyền Thoại tại địa chỉ là La Ghi, Bình Thuận. Đó. Thì hiện tại là bên Nam đang trưng bày một sản phẩm mới của dòng xe Isuzu D-Max phiên bản Type Z mới nhất tại thị trường luôn. Thì model này là model 2023. Đó, model 2023 thì hiện tại là bên Nam đang có sẵn màu trắng ngọc trai có thể giao ngay cho quý khách hàng. Và hiện tại với giá niêm yết đang là 880 triệu và bên Nam đang có chương trình khuyến mãi cho quý khách hàng giảm lên tới 30 triệu đồng. Giá xe còn khoảng tầm 850. Thì quý khách hàng nào đang có nhu cầu tham khảo xe, muốn mua xe thì cứ liên hệ với Nam qua số line là 0355 282528 để Nam hỗ trợ báo giá cho quý khách hàng nha. Thì với model này các quý khách hàng nếu mà đang bánh ở biển tỉnh thì có khoảng tầm hơn 900 một chút xíu ha. Với model thiết kế mới này thì khá là nhiều thay đổi ha, của dành cho phiên bản 2023. Thì quý khách hàng nào mà đang muốn nhu cầu tham khảo cái phiên bản này thì quý khách hàng có để ở lại 1 đến 2 phút để Nam sẽ review nhanh cho quý khách hàng về những cái option mà thay đổi từ phiên bản 2022 tới 2023 thì nó có những cái điểm mới gì. Điều đầu tiên thì về mặt ga lăng này, chữ nổi Isuzu thì hoàn toàn dập nổi mà rôm. Phía dưới đây thì hai cái mặt na răng phía trước này được thay đổi, làm thêm những cái nanh như thế này. Nanh này sẽ là màu nâu đồng nha quý vị. Phía dưới thì mình sẽ có chia theo nhiều tầng. Nó cũng giống như phiên bản Highlander hoặc là phiên bản Rustic thì cũng đều thay đổi cái mặt dưỡng như thế này. Nhưng mà ở phiên bản Type Z thì nó đặc biệt hơn là cái mẫu này thì nó sẽ là màu vàng đồng ha. Phía dưới đây thì ở phiên bản Type Z thì mình có những cái cảm biến xung quanh xe. Đó, ở trước 4 mắt và đằng sau là 4 mắt nữa nha quý khách hàng. Thì ở phiên bản Type Z thì mình sẽ có cái cảng body kit phía trước. Đó, nhìn phiên bản này ở một cái góc độ như thế này thì nó sẽ là khá là hầm hố nha quý khách hàng. Một cái điểm nhấn thêm là mình sẽ sử dụng đèn pha BLF projector có tích hợp sẵn là giải đèn LED sáng ban ngày, thì nó sẽ cho ra quý khách hàng là một cái khổ khoảng sáng khá là rộng và nó sẽ là tiết kiệm điện năng hơn. Phía dưới là dưới đây thì mình sẽ chia ra cụm đèn xi nhan và cụm đèn sương mù. Đó, thành hai hộc đơn như thế này khá là đẹp. Nhìn về tổng quan phía trước thì mình sẽ thay đổi về mặt ga lăng ha, rồi một số các chi tiết khác thì nó cũng vẫn giữ nguyên như phiên bản 2023. Đó, tiếp đến là về phần về trên ốp về này, ốp cua về thì nó sẽ thiết kế nhìn nó cứng cáp hơn nè. Đó, khá là chắc chắn. Cái này là zin theo xe, xe mình là nhập nguyên chiếc các quý khách hàng. Phía dưới đây thì mình sẽ có mâm, là đập vào mắt là mâm này là sẽ là mâm mới nhất của phiên bản Isuzu Type Z hiện 2023, thì nó sẽ được thiết kế theo dạng bông tuyết và ở phiên bản này sẽ sơn màu đen, còn ở phiên bản Highlander thì mình sẽ là sơn bạc nha quý khách hàng. Ở phía dưới đây mình sẽ có thắng đĩa. Và hệ thống treo của dòng xe Isuzu trên D-Max này sẽ là hệ thống treo đòn kép ha, kêu các quý khách hàng mà ôm cua lái thì nó khá là vững chắc ha. Ngoài ra thì vận hành trên đường thì khá là ổn định. Tiếp đến là về cụm đèn xi nhan thì vẫn giữ nguyên, vẫn tích hợp đèn xi nhan ở trên gương và sau đó thì có cảnh báo điểm mù trên gương. Và gương này sẽ tích hợp là gập điện chỉnh điện. Phía dưới đây thì mình sẽ có những cái tay nắm cửa như thế này. Phía dưới có bệ bề tỉ chân. Và khoảng sáng gầm của phiên bản Isuzu D-Max nó sẽ là 240, khá là cao nha quý khách hàng. Về mâm lốp thì mình sẽ sử dụng là đun lốp với thông số là 265/60/18 ha. Và hệ thống thắng sau mình sẽ sử dụng là thắng đùm. Ngoài ra thì hệ thống nhíp của mình vẫn là sử dụng nhíp ba lá này các bác. Vẫn là nhíp ba lá ha. Nhưng mà cho ra cái vận hành khi mà qua gờ giảm tốc nó khá là êm ái và cái khả năng mà chở hàng hóa nó khá là ổn định nha các bác. Ở phiên bản Type Z này mình sẽ được chở cho phép là 450 kg ha. Nếu mà quý khách hàng nào mà gắn thêm nắp thùng đấy thì nó sẽ hạ tải xuống ha quý khách hàng. Phía sau cũng có ốp cua vè ha. Đây là công nghệ 4x4, là phiên bản hai cầu Riplock, là công nghệ mới nhất của Isuzu, là gài cầu điện tử ha. Đây phía sau mình sẽ có một cái cụm đèn hậu khá là to bản và thiết kế mới. Xung quanh viền nó sẽ là sử dụng đèn LED ha, bóng sẽ là halogen, thì nó sẽ tăng cái tính nhận diện cho xe phía sau tốt hơn. Logo Isuzu và phiên bản D-Max. Phía sau mình cũng có những cái cảm biến như thế này. Bệ bước chân lên xuống của mình sẽ là bệ bước chân 2 tầng nha quý khách hàng. Và trên phía sau thùng đây mình sẽ có camera lùi tích hợp sẵn ở xe luôn. Đó. Màu trắng ngọc trai khá là đẹp. Về cái kích thước lòng thùng của mình thì mình đã lót sẵn sàn thùng rồi. Thì về kích thước lòng thùng là 1m495 và chiều ngang là 1m5. Chiều cao là 490 nha, khá là rộng rãi. Ở một số các mẫu xe bán tải khác thì về chiều dài nó sẽ dài hơn nhưng mà về bề ngang nó sẽ thu hẹp lại. Nhưng mà riêng Isuzu là
về cái chiều dài nó sẽ ngắn hơn, còn bề ngoài rộng thì sẽ rộng hơn nha. Nên là đôi khi là khách hàng có thể nhìn thấy cái thùng này nó sẽ nhỏ hơn so với thùng của một số dòng xe bán tải khác trên thị trường. Tiếp đến về một cái điểm nổi bật vượt trội ở phiên bản này thì nó sẽ có cái không gian nội thất. Đó, không gian nội thất ở phiên bản D-Max gỗ là sẽ là tông màu nâu, nhưng mà ở cái đời 2023 này thì mình sẽ là bọc da hoàn toàn bằng màu đen ha, và đi chỉ nâu nè, khá là sang trọng. Bệ thì các bệ tì tay này sẽ đi chỉ nâu. Và điều đặc biệt là ở phiên bản này thì ở trên ghế này, ghế lái sẽ có thiết kế thêm những cái vân khá là hầm hố và sắc sảo này, nhìn nó thể thao hơn và nó có những cái lỗ thoáng khí ở đây, giúp quý khách hàng đi cái thoát mồ hôi sẽ tốt hơn. Và hệ thống chỉnh điện trên ghế này sẽ là chỉnh điện 8 hướng nha các bác. Tiếp đến là về phần vô lăng đây. Vô lăng sẽ là bọc da 3 chấu, cũng đàm thoại rảnh tay và gài ga tự động. Phía trên đây thì cũng bọc sẵn táp lô, bọc da luôn. Và hình là 9 inch và hộp số là tự động 6 cấp. Đó. Ở phiên bản này thì mình sẽ vận hành sẽ là 8 túi khí. Và hệ thống giải trí âm thanh của mình sẽ có 8 loa. Hai cái loa vòm sẽ ở trên đây nha các bác. Đó, hai loa vòm sẽ ở trên đây. Và trên trần này mình sẽ là chủ đạo là màu đen luôn. Coi như là cái tông màu nội thất của 2023 nó thay đổi hoàn toàn là màu đen. Tiếp tới là về hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai thì có thêm cửa gió điều hòa phía sau này các bác ha. Có thêm cửa gió điều hòa phía sau và có thêm một cái cổng sạc AC. Đây. Sạc pin, sạc điện thoại. Và ở hàng ghế thứ hai mình ngồi khá là, ngả lưng khá là tốt này các bác. Đó, ngồi khá là thoải mái. Và khoảng trống này, khoảng cách giữa ghế trước và đầu gối này không có chạm luôn. Nó còn dư ra khoảng tầm 20 cm nữa ha. Đó, ngả lưng khá là tốt. Nam đánh giá là ở ECU D-Max của mình, cái khoang mà hàng ghế thứ hai là khá là ổn định nha các bác. Ngả lưng khá là tốt hơn so với dòng xe bán tải khác. Thì trên đây là một số đánh giá nhanh về dòng xe Travel Z 2023. Bác nào mà đang có nhu cầu mà tham khảo xe, lái thử thì cứ liên hệ với Nam qua số hotline là 0355 282528 để Nam hỗ trợ các bác ha. Ngoài ra thì các bác cần nhận báo giá về hỗ trợ vay ngân hàng ấy, thì bên Nam hỗ trợ vay khoảng tầm 80%. Các bác trả trước khoảng tầm 200-250 là có thể nhận xe rồi. Đó, các bác đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Nam để ra những cái sản phẩm hay hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.